Trước khi xem video, anh em hãy like và đăng ký để cho Ad có động lực ra video nhanh hơn. Cảm ơn anh em. Gấu hai à, em nghe lời anh đi mà. Anh không muốn em giống như đầu củ cải. Em có hiểu anh nói gì không? Tôi không muốn nghe. Bây giờ tôi muốn đi tìm mật ong để ăn. Đừng theo tôi. Gấu hai, thằng nhóc này thật là bướng bỉnh. Vì sự an toàn của gấu hai, tôi sẽ lặng lẽ đi theo. Tôi đi một mình lâu như vậy rồi mà, cũng không thấy cái gì tấn công tôi cả. Gã đầu chọc thối đó lại còn nói là báo động. Phía trước có dưa hấu chín rồi kìa. Cái này còn ngon hơn cả mật ong ý chứ. Thằng gấu hai vẫn ngốc như ngày nào. Một cái bẫy rõ ràng như vậy mà vẫn dính vào. Đúng là thằng gấu ngốc mà. Mau lấy hết vũ khí trang bị nhanh lên. Có chuyện gì vậy chứ? Cậu không biết vũ khí này dùng để làm gì sao? Quy tắc mới đã được cập nhật. Khi có mặt trăng máu thì động vật sẽ phát điên vào ban đêm. Nếu là một con thì tôi còn có thể xử lý được. Nhưng nếu một đàn thì tôi không có cách nào khác. Nhưng mà sát thủ vẫn chưa tìm ra được. Bây giờ hãy bảo toàn tính mạng trước. Những chuyện khác để sau. Báo động lại vang lên rồi. Lần này là ai vậy chứ? Gấu đại, cậu không có làm sao chứ? Hổ ca, mau đưa tôi đến chỗ gã đầu chọc. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh ta. Được rồi, mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo. Nhanh lên, đừng để ai đăng xuất. Đầu trọng, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Gấu đại không phải là bị tấn công chứ? Đúng vậy, và anh ta bảo tôi truyền thông tin quan trọng. Đó là về tên sát thủ, là người đã ẩn giấu. Gấu đại đã gặp phải tên sát thủ đó. Mau nói đi. Gấu hai, mày chạy đi đâu rồi hả? Vừa thấy nó ở đây mà. Làm sao có thể biến mất trong nháy mắt được chứ? Gigi, anh đừng có tới đây. Sao anh lại biến thành thế này? Đừng có đến gần tôi mà Gigi. Hết rồi, không còn đường chạy nữa. Chúng ta có thể thương lượng mà. Đừng hại tôi. Đó là lý do mà tiếng báo động vừa vang lên. Trời cũng không còn sớm nữa. Anh cứ để gấu đại ở lại đây giao cho chúng tôi. Vậy tôi về trước, hãy chăm sóc gấu đại giúp tôi. Giữ lại gấu đại, anh không sợ gấu đại phát điên sao? Nhìn mà xem, hắn ta như vậy rồi, còn làm gì được nữa chứ? Hãy vượt qua đêm nay an toàn trước, ngày mai chúng ta sẽ xem tình hình thế nào. Cường ca, ngoài trời đã tối rồi. Hãy nhanh chóng chuẩn bị đi, thời gian không còn nhiều. Cậu hãy đi ngủ trước, nửa đêm dậy canh gác, có điều gì nhất định phải thông báo cho tôi. Bây giờ tôi sẽ đi chợp mắt một chút, nửa đêm còn phải dậy canh gác. Tôi đang ngủ ngon mà có tiếng ai khóc to vậy chứ? Kỳ lạ thật, người đó là ai vậy chứ? Nửa đêm không ngủ, lại đi khóc lóc là sao? Này, sao anh lại khóc? Cái thằng nhóc này, mau dậy đi. Cường ca, trời đã sáng rồi sao? Tôi nhớ là nửa đêm tôi có dậy canh gác mà. Cậu canh gác trong giấc mơ thì có. Được rồi, mau đi chặt cây với tôi. Vừa ngủ dậy đã phải đi chặt cây rồi. Không chặt thì cậu đừng có ăn cơm nữa. Cậu vào bên trong này đốn gỗ đi. Bên ngoài này cứ để tôi xử lý được rồi. Âm thanh gì thế? Không tốt, Cường ca xảy ra chuyện gì vậy? Cường ca, mau tỉnh dậy đi. Anh bị làm sao vậy hả? Anh vẫn ổn đó chứ? Không sao, chỉ là tôi vừa bị thứ gì đó tấn công bất ngờ. Trong khu rừng này có điều bất ổn. Cái gì đáng sợ thế? Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Cường ca, chuyện gì xảy ra thế? Từ lúc đi rừng về là trở lên rất kỳ lạ. Này nhóc, mau chạy ra ngoài nhanh lên. Đừng để tên đầu chọc giả mạo đó lừa. Dám giả mạo ta, mày tới công chuyện rồi. Cường ca, bên ngoài có người. Tiểu tử, ngươi đừng sợ, để ta ra ngoài xem. Tôi sẽ đi cùng với anh. Hai, hai cường hói, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngươi là ai, dám giả mạo ta để lừa gạt thằng nhóc? Cái này ta nên hỏi ngươi mới đúng. Thôi, đừng cãi nhau nữa, hãy trả lời câu hỏi, đầu chọc ghét ai nhất? Chính là Lý Xoắn Hoa. Không được, tôi phải chơi bẩn thôi. Đầu chọc, anh đã từng tặng tôi món quà gì? Quà sao? Tôi nghĩ là một cái cửa máy. Kẻ giả mạo mãi mãi chỉ là kẻ giả mạo. Tôi chưa từng tặng cậu ta bất cứ món quà gì cả. Tên đầu chọc kia chính là kẻ giả mạo. Ngươi không phải đã đăng xuất rồi sao? Đăng xuất? Các ngươi có sức mạnh đó sao? Ta có cơ thể bất tử. Đừng nói nhảm, ta sẽ để ngươi xuống địa ngục một lần nữa. Không
Không ngờ, gã đầu trọc cũng có ngày hôm nay. Cuối cùng, người cũng thất bại dưới tay ta. Năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Con chuột xanh, ngươi hãy xuống địa ngục đi. Chỉ còn mình cậu mà dám đấu với tôi sao? Bây giờ thì sẽ đến lượt cậu xuống địa ngục. Đừng động vào thằng nhóc. Cường ca, anh vẫn còn sống sao? Hắn ta vừa rồi không làm hại cậu chứ? Cũng may là vẫn còn đứng đây nói chuyện được. Nhưng cậu gan lớn thật đấy. Tình huống nguy hiểm thế mà cậu dám phản kháng. Em không sao, tại em lo cho anh Cường quá. Này, cậu đang làm cái quái gì thế? Đây là khẩu phần ăn của tôi trong vài ngày. Bớt nóng đi mà anh Cường ca, cái này là do con chuồn xanh nó ăn mà. Tôi không quan tâm, cậu phải bồi thường cho tôi bằng gỗ, nếu không thì cậu đừng ăn gì nữa. Bây giờ tôi phải nghe điện thoại, đừng làm phiền. Alo, ông chủ Lý đó hả? Đầu trọc, ngày mai là thời gian giao hàng rồi, gỗ của tôi đã sẵn sàng chưa hả? Lần này mà không đủ số lượng, tôi sẽ đuổi việc ông. Yên tâm đi ông chủ Lý, tôi đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi ngày mai là giao hàng về thôi. Được rồi, tốt nhất là đừng có sai lầm gì cả. Gã đầu chọc này thực sự là hết cứu, gỗ chưa chặt xong mà vẫn còn ngủ được. Này nhóc, mau chạy ra ngoài nhanh lên. Gã đầu chọc đang nói chuyện trong giấc mơ hả? Không đúng, miệng của Cường hói không cử động, nghe âm thanh hình như là từ bên ngoài. Được rồi, tôi sẽ ra ngoài xem. Kia là cái quái gì thế? Cậu nhóc, mau tới đây đi. Sao đột nhiên bọn chúng lại biến mất? Cậu đang làm cái gì ngoài này thế? Cường ca... Trong sân vừa có hai gã đầu trọc, hai chúng nó há miệng to như là quái vật. Xung quanh đây làm gì có quái vật gì chứ? Cậu bị hoa mắt rồi hả? Không, tôi không hoa mắt. Họ đột nhiên mở to miệng và họ muốn dụ dỗ tôi. Có phải như vậy không? Nani, vừa rồi là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ mình gặp ác mộng sao? Đúng thật là khủng khiếp mà. Này nhóc, dạo này cậu hay gặp ác mộng thế, có phải là bị bệnh gì không? Tôi sẽ đưa cậu đi gặp bác sĩ. Không sao đâu Cường ca, chỉ là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi là sẽ khỏi thôi. Số gỗ còn lại, cứ để cho robot Cường hói làm. Cường ca, anh đúng là sáng suốt mà. Gã đầu chọc thối, người sẽ phải trả giá cho việc phá rừng. Cổ báo của người sẽ đến sớm thôi. Tu Tu, ngươi ở lại đây cảnh gác. Một khi nhìn thấy con robot đầu chọc xuất hiện, hãy đưa con robot đó đi ngay lập tức. Ngươi hiểu rồi chứ? Tôi đã hiểu rồi. Con robot này có vẻ đã hơi dị xét rồi, nhưng dùng bộ điều khiển từ xa này vẫn gọi là ok. Cái gì thế? Cường ca, có một con chim lớn. Sao con chim này lại đến đây chứ? Dừng lại ngay, cái con chim kia. Mau thả con robot của ta xuống. Tại sao con chim này lại có thể lấy đi con robot? Không cần phải nghĩ, chắc chắn là con khỉ ma đó làm. Như vậy, chúng ta có đi tìm lại con robot không? Chuyện đó cậu không cần phải lo lắng, chờ cho hệ thống được tải xong. Dùng bộ điều khiển từ xa là con robot sẽ tự trở về. Tại sao ở đây lại xuất hiện những bộ xương chứ? Không tốt, bầu không khí ở nơi này thật là kỳ lạ. Không lẽ tên sát thủ đó đã ở đây? Nhưng tôi không nghe thấy tiếng báo động. Nếu như tên sát thủ đó đang ở đây, cả hai chúng ta sẽ khó mà trốn thoát. Đầu trọc, cuối cùng thì ngươi cũng đã tới. Hôm nay, ngươi sẽ khó lòng mà trốn thoát được. Cường hói, phải làm sao bây giờ? Lần này thực sự kết thúc sao? Cuối cùng cũng bắt được các ngươi. Sẽ không còn ai có thể chống lại ta nữa. Sau này, khu rừng sẽ thuộc về bồn đại vương ta. Ta sẽ trở thành vua của cả khu rừng này. Tại sao tôi lại bị trói? Đây là nơi nào vậy chứ? Cường ca, anh mau tỉnh lại đi. Tình huống gì thế này? Tại sao tôi lại bị trói vậy chứ? Chúng ta đã bị con khỉ ma đó bắt giữ. Đúng là khỉ thật. Cường hói ta không phát huy sức mạnh. Thật coi lão tử ta là dễ bắt nạt như vậy sao? Đúng vậy, Cường ca, mau cởi trói cho tôi. Cái này khó chịu quá. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Còn có thể làm gì nữa? Con khỉ này đã tuyển chiến. Cường hói tôi chưa biết sợ là như thế nào. Đích thân tôi sẽ tiêu diệt nó. Mau đi thôi. Đầu trọc, chờ một chút. Có chuyện gì vậy anh hổ? Các người đi đối phó với con khỉ ma phải không? Vậy thì các anh chắc chắn sẽ cần những thứ này. Hãy cầm lấy đi. Đây không phải là đồ bị mất của tôi sao? Bây giờ không phải lúc quan tâm đến chuyện đó. Còn cái này là dành cho cậu nhóc. Cái gì thế? Cá muối. Tại sao lại đưa tôi cái này chứ? Cá muối gì? Cái này gọi là Thượng Phương Bảo Kiếm. Cứ cầm đi, nó sẽ hữu ích vào thời điểm quan trọng. Tương lai của Basic, tất cả phụ thuộc vào các anh. Mau đi thôi, chuyện này không thể chậm trễ. Kiểm soát gấu, sau này, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tất cả khu rừng này sẽ phải nghe lời ta.
gã đầu trọc và thằng nhóc biến mất, ta sẽ trở thành vua của Basic. Đơn giản như vậy sao? Là kẻ nào? Thủ hạ bại tướng mà còn dám đến khiêu chiến, đúng là không biết nhục mà. Lần trước là do không có vũ khí, lần này ta xem người còn gái được kiểu gì. Gấu đại, gấu hai, tất cả lên đi. Gã đầu chọc thối, người thế mà ra tay không thương tiếc, ta sẽ chuồn trước. Chỉ còn lại con khỉ thối này thôi. Cường ca, mau cho nó một viên kẹo đồng. Vô dụng thôi, hắn ta đã chạy thoát rồi. Thứ này chỉ là một con rối, con khỉ này thật là nhanh quá. Cường ca, tại sao con khỉ đó lại tấn công chúng ta? Cậu có chắc là muốn biết không? Sau khi cậu biết chuyện này, có thể cậu sẽ thay đổi với tôi. Không có đâu, Cường ca, anh cứ nói đi. Được rồi, vậy thì cậu hãy đi theo tôi. Lạ thật, sao lại đi vệ sinh làm cái gì? Bí mật đó nằm ở dưới này. Tôi sống ở đây như vậy mà, chưa biết đến cái hầm này. Cường ca, anh chờ tôi một chút. Sao lại có một con khỉ ở đây? Đây là Mao Mao, tôi đã bắt được nó. Khi nó đang trộm đồ của tôi, nên tôi đã bắt và nhốt con khỉ này lại. Đầu trọc, ngươi đừng có mà quá tự hào. Vua khỉ Di Di nhất định sẽ quay lại để cứu ta. Chúng ta mau đi thôi. Mao Mao, ngươi đừng lo lắng. Đại vương nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Gã đầu trọc, ngươi sẽ phải trả giá cho mọi chuyện. Buổi sáng ở khu rừng này vẫn rất là trong lành. Tại sao lại có một dòng nước màu lạ thế? Tôi sẽ qua xem thử. Ôi vãi trường, cái quái gì thế này, mùi nước sao lại hôi thế? Cậu nhóc, mau tránh ra. Đừng uống, nước có mùi gì hôi lắm. Cậu vừa nói cái gì, cái gì có mùi hôi? Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Không được, tôi phải thông báo cho Cường ca. Cường ca, mau dậy đi, có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì vậy nhóc, hôm nay là ngày nghỉ mà. Sao lại làm phiền giấc ngủ của tôi chứ? Cường ca, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một dòng nước kỳ lạ. Dòng nước có mùi hôi kinh khủng, đầu củ cải đang xuất sau khi uống nước. Cái gì? Dòng nước ở đâu? Cậu nhanh chóng đưa tôi đến đó. Nó chỉ ở gần đây, đi theo tôi. Gấu đại, mau nhanh lên. Gấu hai, có chuyện gì thế? Gấu đại, anh nhìn dòng nước này xem. Nó chỉ là một dòng nước thôi mà, có gì lạ chứ? Gấu đại, anh không hiểu, nước này có màu gấu đại cây, không giống như nước ở những nơi khác. Cái gì? Chả lẽ cậu muốn uống thử nó sao? Đúng vậy, nhưng em chỉ hút một miếng thôi. Dừng lại, nước này không uống được. Đầu củ cải vừa uống xong đang xuất rồi. Nước suối này là tôi phát hiện trước, cậu đừng hòng lừa gạt tôi. Nước này có vấn đề thật mà, đầu củ cải uống xong thì nổ tung ngay tại chỗ. Nếu theo như cậu nói, thì nguồn nước này có độc. Tôi không tin, tôi muốn uống thử một húp. Gấu hai, cảm thấy sao rồi hả? Thằng nhóc này nói chuyện thật là nực cười. Nước rõ ràng là còn có vị ngọt rất ngon. Làm sao có thể chứ, chính mắt tôi nhìn thấy mà. Gấu đại, bụng tôi sao lại đau thế này? Gấu hai, em chạy đi đâu vậy? Mau đứng lại. Như vậy là, lời nói của cậu là đúng. Bằng cách này, cậu hãy đi thông báo cho mọi người đi. Tôi sẽ ở lại để ngăn chặn hắn ta. Việc thông báo tôi sẽ giao nó cho cậu. Mau đi nhanh lên. Được rồi, cứ ra cho tôi. Nước suối trong núi không thể uống sao? Được rồi, cậu hãy thông báo cho những người khác nữa. Vậy tôi sẽ đi trước. Này, đợi một chút. Cường ca, sao anh lại ở đây? Dòng nước đó đã bị phong tỏa lại chưa? Tôi làm việc thì cậu cứ yên tâm, đã chặn lại rồi. Lần này chắc chắn sẽ không còn ai trúng độc nữa. Vậy thì quá tuyệt vời. Alo, đứa nào gọi đấy? Mau đến giúp tôi. Cánh tay tôi đã mất cảm giác khi chạm vào dòng nước. Anh là Cường ca sao? Không phải tôi thì là ai vào đây chứ? Ngươi là ai thế? Ngươi không phải Cường ca. Sao thế, ông chủ Ly? Có phải ông không muốn làm việc nữa hả? Bao lâu rồi ông chưa gửi cho tôi gỗ như đã hẹn? Không phải ông nói là gỗ đã chuẩn bị đầy đủ rồi sao? Không muốn làm nữa thì chim cút. Lý Xuân Hoa, mày nghe cho rõ đây. Mày suốt ngày trừ tiền lương của tao. Cường ca này nhịn mày quá lâu rồi, tao sẽ không làm nữa. Có giỏi thì cho người khác làm. Đừng bao giờ để tao nghe cái giọng mày nữa, chim cút. Cường ca, như vậy là anh không được trả lương sao? Mất việc rồi, hôm nay không chặt cây nữa. Hôm nay, anh sẽ đưa cậu đi dạo trong dãy núi gấu, để cho cậu gặp một con gấu thật sự.
Nadi, tại sao lại có một tờ báo? Trên đó viết cái gì vậy Cường ca? Trên này viết một đống quy tắc kỳ lạ, nhưng tôi chưa từng nghe về nó. Những quy tắc này mới được cập nhật. Quy tắc mới sao? Cường ca, anh mau nói đi. Khi trăng tròn đến, những cư dân của Basic cần tuân thủ những quy tắc sau. Quy tắc thứ nhất, khi trăng tròn đến, đừng về nhà sau 10 giờ tối, đầu chọc sẽ không bao giờ mở cửa cho bạn. Bây giờ đã là 11 giờ tối rồi, tôi sẽ không cho cậu vào. Tôi không thể chống lại quy tắc, cậu tự lo mình đi. Quy tắc số 2, trong thời gian trăng tròn, gấu sẽ dẫn đường cho quái vật. Hãy tìm cách chạy trốn khi gặp quái vật, tránh để phát hiện. Hãy chạy về nhà đầu chọc ngay lập tức. Quy tắc số 3, khi trăng tròn, những con gấu sẽ bị phát điên. Hãy tránh xa chúng càng xa càng tốt. Bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta phải chuẩn bị phòng thủ với những con quái vật. Phải chuẩn bị cái gì hả Cường ca? Chia làm hai đường, mau đi chặt thật nhiều gỗ. Đừng quên, cậu phải quay trở về trước 10 giờ tối. Sau 10 giờ tối thì đừng có cầu xin tôi vô ích nữa. Tôi sẽ không bao giờ mở cửa cho cậu đâu. Mới đi chặt cây được một lúc, không ngờ trời lại tối nhanh đến vậy. Phải về nhanh kẹo ông Cường hói khóa cửa. Đó chính là con quái vật được nói trong quy tắc. Tôi phải làm gì bây giờ? Mong rằng nó đừng nhìn thấy tôi. Chạy nhanh, bây giờ phải chạy về gọi Cường ca giúp. Cường ca mau mở cửa, bên ngoài có quái vật. Không được, đã qua thời gian 10 giờ tối, tôi không thể cho anh vào nhà lúc này. Cường ca, đừng mà, mau giúp tôi. Làm sao con quái vật đuổi theo nhanh đến vậy? Vãi trường, Cường ca, em cầu xin anh, cho em vào nhà đi mà. Anh Cường, em cầu xin anh mà. Cậu nhóc, cậu nợ tôi một mạng. Sau này ra ngoài nhớ phải chú ý thời gian, lần sau thì tôi sẽ không thèm quan tâm đến cậu nữa. Em xin lỗi mà anh Cường ca, em biết lỗi rồi. Có tiếng gì vậy nhỉ? Hình như là từ bên ngoài. Cường ca, anh gáy như một con lợn. Lại cái tình huống gì thế này? Tại sao gấu hai lại đột nhiên biến mất? Hôm nay thật là đẹp trời, không cần phải đi làm nữa, cuộc sống thật là thoải mái mà. Alo, đứa nào gọi đấy? Là tôi, Lý Xoắn Hoa. Mày gọi cho tao làm cái gì nữa hả? Bình tĩnh đi nào, một người đốn gỗ giỏi như anh Cường hói, tôi không dám để anh nghỉ việc. Vậy bây giờ, ông muốn tôi tiếp tục đốn gỗ sao? Cường hói, trước đây đều là lỗi của tôi, nhưng anh phải quay lại làm việc, lớn rồi, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Được rồi, lần này tôi sẽ bỏ qua, tôi sẽ tiếp tục đi chặt cây. Mau dậy đi, đến giờ đi chặt cây rồi. Cái tình huống gì thế? Tôi tưởng anh nghỉ việc chặt cây mà. Đừng hỏi quá nhiều. Muốn ăn cơm thì mau đi với tôi. Đầu chọc này lúc thì dễ thương, lúc thì khó tính. Này nhóc, đừng gây ra tiếng động. Gì thế, Cường ca, xem phía trước là cái quái gì vậy? Không rõ, nhưng chắc chắn không phải gấu lớn. Chúng là một loài gấu đỏ rất kỳ lạ. Hay nó là quái vật đáng sợ? Không đúng, tôi chưa từng nghe quái vật gì ở Basic. Cường ca, nó đi rồi. Kỳ lạ thật, tôi chưa từng nghe đến con gấu thứ ba ở Basic này. Rất có thể nó là loài vật xấu. Chúng ta đi tìm gấu đại hỏi xem. Gấu đại, có chuyện gì vậy? Tôi cũng không rõ lắm. Nó đã ngủ từ lúc trở về. Hơn nữa, trên cánh tay còn xuất hiện đột biến. Biến thể này chắc chắn có liên quan gì đó đến con gấu vừa rồi. Ở đây, có con gấu nào khác ngoài chúng tôi sao? Tôi cũng định hỏi cậu về vấn đề này, nhưng có vẻ là cậu cũng không biết gì cả. Này nhóc, chúng ta đi thôi. Đợi một chút, đầu chọc. Nhưng tôi biết con gấu đó đi đâu. Nói đi, gấu đại, đừng chậm trễ. Mau nói đi, con gấu đó ở hướng này. Đó là một con quái vật. Hỏng rồi, bên đó là nhà của đại sư hổ mà. Không kịp nữa, mau đi nhanh thôi. Không tốt, vẫn đến muộn một bước. Nhất định, không được để đại sư hổ xảy ra chuyện. Này nhóc, đợi một chút. Đại sư hổ, ông vẫn khỏe đó chứ? Có bị làm sao không hả? Là đầu chọc đó sao? Vào đi, tôi vẫn ổn mà. Còn quái vật này, nó muốn tấn công tôi. Xem ra, chính là nó cắn gấu hai. Giờ phải làm gì với nó chứ? Cứ để đây cho tôi sẽ tìm cách bẫy nó. Nhưng tôi không biết rõ sức mạnh của nó là gì. Thôi xong rồi, đừng để nó thoát. Không ngờ là lại để cho nó trốn thoát. Tay của anh bị sao vậy hả? Không sao,
Chỉ là bị con quái vật đó cắn một phát. Tôi không sao đâu, đừng lo lắng cho tôi làm gì cả. Đại sư Hồ, tôi không muốn trở thành quái vật. Nhanh lên, hãy cho tôi ra đi thành thản. Đừng chậm trễ, nhanh lên. Nhiễm trùng này bắt đầu dần xấu đi rồi. Nhanh lên, sắp không kịp rồi. Tạm biệt, người bạn tốt.